trứng hột gà, hai muỗng canh, hai muỗng canh bột, 150g đường, 250g bơ là làm tan chảy, rồi cái phô mai trắng là dạng tan chảy, 500g có nghĩa là nửa ký, còn cái chanh tươi chanh béo á là 250cl. Trong cái mùi miscan là cái lát lách, tiếng Anh gọi là lát lách, tiếng Pháp gọi là miscan, tiếng Việt không có biết, nhưng mà cái hạt nó như vậy đó. Nó có dạng bột, nó có dạng hạt, thì là nửa muỗng cà phê à. Mình đem đi nướng, nhưng mà nướng thì là không nhìn mẹ phim kỹ rồi tiên thẳng. Khi mà nướng bánh á, đừng cho nó khét bế á, thì phải có một cái số khét để nướng. Để nướng rồi tí mới để cái bánh này lên đây. Nếu mà cái số này nó vừa thì không nói gì. Cái số mà nó không có vừa á, hay là cái số này nó bự hơn á, thì lót miếng nhôm vô, lót miếng nhôm ở dưới, rồi ở trên này cũng để lên cái miếng nhôm, để cho khi mà nướng bánh nó sẽ không có khét. Mà nướng bánh xong rồi á, còn cái mùi vị mình muốn thích để ở sô cô la, sô cô la hay là những cái cây nào khác thì mình để sau, có nghĩa là mình nướng xong xuôi rồi xong cái mình để vô tủ lạnh, nướng xong rồi để cho nguội, nguội xong có để vô tủ lạnh ngày mai mới ăn chứ không ăn được. Nếu là nướng vô